Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sara Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số dê giải hạt. Và các dê giải hạt này là hàng bóc rừng, bà con đi bóc rừng ở các khu vực rừng Con Tum nhé mọi người. Thì nó có 4 cái tiểu vùng chính. Đó là Gia Ly là 1, này, Chimorai là 2, Đắc Lây là 3 và Đắc Cùi là 4 nhé mọi người. Thì hôm nay thì em có các loại dê 300 ngàn nè, tiếp theo là dê loại 400, 450 nè, có mấy dê nguyên bản đây nè, 400, 450, 700 nha. Có một cái dê VIP rất là dài, sai hoa đây. Thì số 18 này có chiều 3. Và có mấy cái combo kiến là 750 này, 400, 400. Rồi em sẽ quay lần lượt từng loại, từng hình cũng như báo giá cho mọi người luôn nha. Thì giá hôm nay thì nó cũng khá là mềm rồi. Và lúc quay thì em sẽ quay bên cạnh là cái cây thước 50cm để cho các bác anh chị dễ hình dung được kích thước của cái dê lan nha. Rồi đầu tiên là em đi các loại 300 ngàn trước. Đầu tiên là một dê Gia Ly nè mọi người. Đó, nhìn rất dễ thương luôn. Một dê thì dài tầm cỡ 10cm, còn dê dài cỡ 3-4cm. Đó, đây là một dê mẹ bông con nè, thân khá là tím nè, đút ngắn. Rồi dê số 1 giá 300 Gia Ly. Tiếp theo là em sang dê số 2. Dê số 2 đây là một dê Chimorai nhé mọi người. Cũng là một dê mẹ bông con luôn, có hai dê trên một thân nè, một dê lớn và một dê nhỏ. Đó. Thì dê số 2 thì một mầm dài tầm cỡ 14-15cm, còn một mầm thì dài cỡ 7cm. Cây rất là xanh tươi. Đó. Tiếp theo nữa là em sang dê số 3, đây là một dê Chimorai nha. Dê này thì dài tầm 18cm, thân khá là xanh nè, sọc trắng chạy mạnh mặt sau đây. Đó. Rồi, dê này cũng nu nu và mập á. Dê số 3 này giá 300 nha mọi người. Tiếp theo là em sang dê số 4. Dê số 4 này thì độ dài tầm cỡ 21-22cm, rất là dài luôn. Thì dê này đảm bảo mùa tới sẽ có hoa cho mọi người chơi. Cái dê này thì lá đây, một vài lá gần gốc thì nó hơi vàng tí, nó có dấu hiệu xuống lá. Đó, thì cũng không ảnh hưởng gì đâu mọi người. Đó, thì sắp tới cái mùa giả hạt nó xuống lá rồi. ít bữa nữa thì mọi người sẽ thấy là lúc bán giả hạt chỉ toàn cái thân tơ đây, không có tí lá nào nha. Thì sắp tới cái mùa xuống lá của nó rồi là giả hạt nó sẽ có dấu hiệu nó xuống lá để nó ra hoa. Giờ số 4 này thì có giá là 300 ngàn, giờ Chimorai nhé mọi người. Đó, rất là xanh tươi nè, nụ mập. Giờ số 5. Giờ số 5 thì độ dài tầm 17-18cm. Đó, đây, lá nhựa nè. Đây là một dê Gia Ly nhé mọi người. Đó, nguyên dê nó nhìn cũng rất nghệ thuật luôn. Rồi, dê số 5 giá 300. Tiếp theo là em sang dê số 6. Dê số 6 thì độ dài tầm cỡ 20cm. Dê này khá là đặc biệt mọi người. Đó, nhìn nó hơi héo héo tí thôi, nhưng mà cái lá, mọi người nhìn cái lá nè, lá tím, chấm tím rất là nhiều luôn. Đó, đặc biệt là lá gần gốc tím rịm nè. Đó, thì mọi người phải tưởng tượng là lúc nhỏ, lúc còn nhỏ nó là một cái dê tím rịm nhé mọi người. Đó. Lá hơi héo héo tí cũng không ảnh hưởng gì đâu mọi người. Mùa này mùa thắt ngọn, xuống sắp xuống lá rồi, không lo đâu. Về trồng khỏe re. Số 6 giá 300. Tiếp theo là em sang dê số 7. Số 7 độ dài tầm cỡ 21-22cm, rất nhiều thân da luôn. Dê này thì khá là cứng cáp mọi người, cứng ngắc, cứng cáp khỏe mạnh lắm. Cũng kiểu lá nhựa nha, đầu tím. Rồi, dê số 7 này giá 300 nha mọi người. Tiếp theo là dê số 8 thì độ dài cũng tầm cỡ 23cm, thân cũng tím khá là nhiều. Dê này thì xanh mướt. Đó, rất là khỏe luôn, cứng cáp khỏe mạnh. Trồng kiểu bonsai nghệ thuật về, mọi người trồng lấy thằng đứng về nè, đẹp. Dê số 8 Gia Ly giá 300 luôn. Tiếp theo là em sang dê số 9. Đây là dê nụ mập nha. Độ dài thì tầm cỡ 22cm. Dê này thì nó thắt ngọn rồi, và cái lá ngọn nó cũng đã xuống rồi. Đó, nụ mập đốt ngắn rất là đẹp nè. Lá nhựa nữa. Rồi dê số 9 giá 300 nha mọi người, Gia Ly. Tiếp theo là em sang dê số 10 thì độ dài tầm cỡ 23cm. Đó. Dê này thì cũng thắt ngọn rồi,
sắp tới cho hoa thôi, xanh mướt nè, bộ nguyên bộ rễ rất là khỏe mạnh, thân da, hệ thống thân da khá là nhiều, da màu kiểu nọc chuối. Rồi về số 10 da ly giá 300 nha mọi người. Tiếp theo là em sang loại 400 nha. Thì đầu tiên là cái da ly số 11, độ dài thì tầm cỡ 33 cm. Da này rất là khỏe, cây cứng cáp, lá xanh mướt nè, thân da rất là nhiều. Thân da nhiều đây thì cực kỳ khỏe nha mọi người. Rồi về số 11, da ly giá 400 rất đẹp đây. Tiếp theo về số 12, độ dài thì tầm cỡ 37-38 cm luôn. Đây là một dây chưa mong rai nhé mọi người. Đó, nó vẫn còn nguyên cái dây leo bám vào dây leo rừng nè, nó giống như nguyên bản luôn á. Rồi mọi người chỉ việc đặt vào chậu thôi là xong. 12 chưa mong rai rất là khỏe đẹp đây, thì giá là 400. Đó, xanh mướt. Tiếp theo sang dây số 13 cũng tương tự luôn, nó cũng bám vào cái dây leo luôn nè. Nó về mọi người chỉ việc đặt vào chậu thôi, nó như nguyên bản thôi, đỡ phải mất công ghép. Giờ số 13 giá 400 nha mọi người, cũng xanh tươi mướt luôn, thân rất cứng nha, cứng cáp khỏe mạnh đó. Rồi giờ số 13 chưa mong ra giá 400. Tiếp theo là em sang về mưa số 14, đây giờ khá đặc biệt mọi người, độ dài tầm cỡ 27 cm. Đây là một giờ da ly nha, và mọi người xem cái thân nó nu mà, nu đã lắm, nu mập mà. Đó, và cái mùa này ở con tôm đang là cái mùa khô á, nên là có một số thân có dấu hiệu nó mất nước, nó hơi teo một tí. Tuy nhiên không ảnh hưởng gì đâu nhé mọi người. Về mọi người chăm tưới mấy bữa nó hút ẩm là nó lại căng lại ngay thôi. Đó, lá sau lá nhựa này. Và cái lá ngọn của nó thì nó đã thắt ngọn rồi, nên là nó hơi quong queo quong queo. Đó, ít bữa nữa nó không rụng thôi. Đó, nù mập đốt ngắn, rất là nù luôn. Rồi về số 14 này giá 400 ngàn thôi nha. Đó. Tiếp theo là em có máy dê nguyên bản đây. Đó, đây thì bà con người ta chặt được nguyên cái miếng vỏ cây trên rừng về luôn. Cái loại này thì mọi người về có thể ốp vào trong cái gỗ lũa hoặc là ốp vào thân cây gì là xong. Đó, nó đã sống bám khỏe rồi, đỡ phải mất công chăm sóc hay ghép gì hết. Về số 15 da ly đây thì giá 400 ngàn nha mọi người. Một vài lá thì nó bắt đầu nó xuống lá rồi nè. Tuy nhiên chúng ta vẫn nhìn thấy những cái dê lá nhựa rất đẹp nữa. Thân già đỏ. Độ dài thì mầm tơ thì rơi vào tầm cỡ 16-17 cm nhé. Giờ rất là khỏe luôn. Rồi về số 15 giá 400. Rụng vài một cái lá không sao đâu nhé mọi người. Các bác anh chị chơi dài hát lâu năm thì chắc sẽ biết thôi, nó chả ảnh hưởng gì đâu. Chứ không phải là rụng vài lá là chết đi. Nó sắp tới mùa xuống lá, bữa nào là rụng sạch mọi người. Tiếp theo là sang dê số 16 là giá 550 nha mọi người. Dê này thì là một cái dê hai thân tơ luôn. Một thân tơ dài cỡ 5-6 cm, còn thân tơ dài cỡ 13-14 cm. Cũng lá nhựa luôn. Nguyên mảng bám vào vỏ cây bà con ta chặt ra nè. Dê này về cũng ốp hoặc là đặt vào chậu là xong. Đó, đỡ phải công ghép chăm sóc gì hết. Chờ hoa thôi. Rồi 16 da ly giá 550 thôi nha mọi người. Tiếp theo là em sang dê số 17. Đây là dê khá đặc biệt, thì cái dê này là một cái dê da ly và nó có hai thân tơ luôn, một thân tơ tầm 7 cm và thân tơ tầm 18-19 cm, và có một con kiến tím nữa nè, kiếm nảy sinh hạt đó, hạt nó mọc ở đây ra một con kiến tím liệm luôn. Con kiếm này thì về mọi người chơi chúng ta săn bệt săn hồng nhé, kiếm tím rất là hiếm đó. Cái dê số 17 này nó bám vào một cái vỏ cây và bà con người ta chặt ra từ vỏ cây luôn. Loại này thì về mọi người cũng chăm sóc cực kỳ dễ, chỉ cần ốp vào cái cây nhãn hay cây khế ở nhà thôi, hoặc là ốp vào gỗ lũa là xong nhé. Dê số 17 này giá 700 ngàn thôi mọi người. Lá nhựa nha, da ly lá nhựa rất là cứng cáp khỏe mạnh đẹp. Số 17 giá 700. Tiếp theo là em sang cái giá cao VIP nhất ngày hôm nay, thì giá số 18 đây. Thì hôm nay có hạ giá xuống tí để cho các bác các anh chị chúng ta dễ mua nha. Thì giá 18 này thì có giá là 1,3 triệu. Thì lá đây mọi người nhìn lá nè, lá nó tròn đã lắm đó, tròn to đó. Thân thì dài, để em đo tầm cỡ 80 cm nhé mọi người. Và lá mọi người nhìn lá xếp này, xếp đều từ đầu tới cuối luôn.
Đó, ngọn nè. Đấy, thấy không? Mặt trước mặt sau nè. Lật mặt sau cho mọi người dễ nhìn nè. Đó, mọi người nhìn mặt sau đã không? Lá to, nguyên một cái mảng rễ nè. Hệ thống thân da thì gồm có một thân da nè, hai thân da, ba thân da, bốn thân da, năm thân da, sáu thân da. Và mọi người chịu khó tốn thêm tí tiền nữa thì chúng ta chơi những cái dừa lớn như vậy nè, thì sắp tới mùa hoa mọi người sẽ tưởng tượng là nó mọc hoa từ gần đầu nè, tới trên ngọn luôn đó, chơi hoa cực kỳ sai luôn đó. Thì cái dừa VIP này dành cho các bác anh chị nào thích sưu tầm về chúng ta chơi cái dòng thân dài sai hoa này nhé. Thì cái thân nó thì nó cũng có một vài chỗ nó hơi hơi nhăn nhăn tí, do quá trình vận chuyển từ rừng về tới nhà thì nó mất nước thôi, chả ảnh hưởng gì. Về chăm mấy bữa thì nó lại tươi căng lại ngay nhé mọi người. Đó, rồi về số 18 đây có giá là 1,3 triệu. Đó, rất là đẹp. Đây là đó. Rồi các bác anh chị thích sưu tầm về này có thể đặt mua về VIP nha. Cuối cùng là em có một số cái combo kín cho mọi người. Thì kiến thì em có cái combo đầu tiên là combo 18 với 19, là mỗi combo giá 750 nha mọi người. Nó gồm 5 dê thì tương đương với 1 dê tầm 150 thôi. Rồi, 1 dê nè. Dê số 2 đây. Dê số 2 đây nụ mập, đốt ngắn nhưng mà xuông lá rồi, chuẩn bị xuông lá. Đó, rất là khỏe nha, nhìn rất cứng cáp khỏe mạnh. Dê số 18, đây dê số 2. Đây là số 3. Đây là số 4. Nụ mập luôn nè. Đây là số 5. Đó, combo toàn nụ mập không nhé mọi người. Gia ly á. Rồi, combo số 18, 5 giờ đầu tiên là giá 750. Tiếp theo là combo số 19, cùng 5 giờ luôn. 1 nè. Tím nè. 2. 3. Bốn, năm. Rồi, combo số 19 giá 750 luôn. Tiếp theo là em sang combo 20, 21, 22, 23. Thì mỗi combo giá 400 ngàn nhé mọi người. Thì nó gồm 5 dê kiến nhỏ. Thì đầu tiên là combo số 20 nha. 1 dê kiến nè. 2 dê kiến nè. 3 dê kiến nè. 4 giờ kiến nè. 5 giờ kiến nè. Rồi combo 20 giá 400 nè. Tiếp theo là sang combo số 21 nha mọi người, cũng 400, 5 giờ luôn. 1 giờ kiến nè. 2 giờ kiến nè. 3 giờ kiến nè. 4 giờ kiến nè. 5 giờ kiến nè. Đó. Mấy cái kiến nhỏ đây thì là hàng đắc cô nhé mọi người. 22. 1 giờ kiến nè. 2 giờ kiến nè. 3 giờ kiến nè. 4 nè, tím nè. 5 nè. Con này xuống lá ngọn rồi. Đó. Thì mọi người mua mấy cái dừa kiến nhỏ đây thì xác định là giá nó rẻ hơn, tuy nhiên là nó có thể nó sẽ nhanh héo hơn mấy thằng lớn nha mọi người. Nhưng mà nó không chết được đâu. Nó về héo thì mọi người chăm mấy bữa nó là tươi lại thôi. Cái hàng kiến nhỏ thì chúng ta phải chấp nhận cái đó. 1 2 3 nè. 2 nè. Số 2 nè. 3. Nụ mập không à. 4. Rồi có 5. Đó, tàn hàng nụ mập nha. Rồi 400 là combo số 23. Rồi các bác anh chị có nhu cầu mua dừa nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, được kiểm tra hàng thoải mái. Còn khách quen thì còn mua nhiều á, còn đối với khách mua lần đầu nữa mua nhiều vừa làm chuyển khoản trước giúp em nha. Còn khách quen thì mua thoải mái, cứ nhắn tin em chốt đơn là gửi đi như mọi khi thôi.
Rồi xin cảm ơn mọi người, hôm nay thì cũng ít hàng thôi, chắc là cũng sẽ nhanh hết. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo ạ.